đến với kênh Thị Liêm. Hôm nay cô mời các em tiếp tục theo dõi cái phần tiếng Việt lớp 5 là tập làm văn là tả cây tre. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái dàn ý tả cây tre như sau. Đầu tiên mở bài là chúng ta giới thiệu cây tre được trồng ở đâu. Thứ hai là mã, số 2 là mã, đó là phần thân bài. Là chúng ta sẽ tả về hình dáng cây tre, thì dáng tre nè, họ tre và lá tre, thân tre vân vân. Rồi tiếp theo nữa là sẽ tả công dụng của cây tre. Rồi trong đời thường, trong lao động. Rồi cây tre thân thiết với nhân dân như thế nào. Rồi trong chiến đấu thì cây tre có giúp ích gì được cho nhân dân hay không. Rồi biểu tượng cây tre biểu tượng cho điều gì. Rồi tình cảm đối với lũ tre làng. Thì như vậy ở đây, ở phần thân bài này, chúng ta sẽ dựa vào các chi tiết này để tả về cây tre. Rồi tới phần kết bài thì ở đây chúng ta có gợi ý là đất nước có vô vàng sắc màu tươi trẻ, nhưng không thể thiếu đi màu xanh của cây tre. Màu xanh ấy đã trở thành bản sắc biểu tượng cho dân tộc. Như vậy, phần kết bài này thì chúng ta sẽ nêu được cái tầm quan trọng của cây tre. Đó là biểu tượng của dân tộc. Rồi như vậy thì ở đây có cái dàn ý chi tiết thì các em có thể xem để áp dụng cho cái bài tả cây tre của mình. Chúng ta cứ việc trả lời các ý ở đây thì chúng ta sẽ nêu ra được những cái ý chính, và từ đó ta suy ra được cái hiểu được và dùng cái lời văn của mình để làm cho cái bài văn thêm hoàn chỉnh. Ở đây cô có hai cái bài tham khảo về tả cây tre, thì chúng ta có thể tham khảo tả cây tre bài tham khảo 1. Tre xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Mỗi cây một vẻ đẹp riêng, một công dụng riêng, nhưng gần gũi và thân thuộc nhất đối với con người Việt Nam vẫn là cây tre. Nếu thiếu đi lũ tre, già thì không còn là làng quê nữa. Nhìn từ xa xa, các bạn sẽ thấy lũ tre như bức tường thành kiên cố đang bảo vệ bao quanh thôn xóm mình. Nhưng khi bước tới gần mới thấy thân gầy guộc, lá mong manh, cây tre nhỏ nhắn với thân dài thẳng được chia thành những đốt nhỏ đều nhau. Thân cây thường có màu xanh thẳm, các đốt thì có màu xanh hơi nhạt, xanh đậm hơi vàng, hơi xanh đậm hơi vàng. Cây tre không đứng riêng lẻ với nhau mà thường tạo thành từng lũ, với cây này tựa cây kia, dựa vào nhau cùng vươn lên bất chấp nắng mưa để đón lấy ánh sớm bình minh. Các nhánh tre thường không mọc trên cao mà mọc ngay gần dưới đất. Chúng có rất nhiều gai gồ ghề và thường rất nhỏ. Còn lá tre thì mỏng, nhọn, to chỉ bằng nửa lá xoài mà thôi. Tuy lá tre không mảnh khảnh nhưng rất dẻo dai. Họ nhà tre có đến vài chục loại khác nhau, nhưng cùng một điểm tương đồng, đó là cùng có mầm non, măng mọc thẳng, và tre cũng có hoa đó các bạn, nhưng phải hơn 100 năm mới ra hoa một lần.
Hoa tre mọc thành từng chùm, có màu vàng nhạt. Mùi thơm của hoa tre cũng rất đặc biệt đó ạ. Cây tre có nhiều loại, mỗi loại lại mang đến cho chúng ta một công dụng riêng. Có tre to để đan lát, có tre để làm thủ công, hàn thủ công. Tre còn có thể sử dụng để làm nhà cửa, lều quán. Tre gai lại là người canh gác, giúp cho lũy tre làng ta trở nên kiên cố. Nói tóm lại, cây tre đã góp phần tô điểm cho cảnh sắc quê hương, tre ôm lấy xóm làng, làm phong cảnh làng quê thêm phần duyên dáng, thêm phần thanh bình. Còn gì đẹp hơn những hình ảnh, những mái đình, ngôi chùa thấp thoáng dưới bóng tre xanh, ánh trăng vàng treo lơ lửng trên ngọn tre. Như vậy thì chúng ta vừa xem qua cái bài tham khảo số 1. Tiếp theo sẽ là bài tả cây tre, bài tham khảo số 2. Lũy tre đã trở thành biểu tượng quen thuộc của làng quê. Ở quê em cũng vậy, nơi đâu cũng thấy những bụi lớn nhỏ xanh ngăn ngắt, nhưng em thích nhất là bụi tre ngà ở đầu làng. Sao mà chúng đẹp và thân thương đến thế? Thân tre thẳng, cao vút lên bầu trời. Áp má vào nó. Áp má vào nó thấy thật mát và nhẵn như da em bé, không một vết sần ruồi. Vì là tre ngà nên nó mang một màu vàng óng ả. Thân cây có nhiều đốt mà dường như đốt nào cũng bằng nhau, tạo hóa thật khéo sáng tạo. Nhìn những đốt tre ấy làm em nhớ tới câu chuyện cổ tích cây tre trăm đốt với câu thần chú là khắc xuất khắc nhập, rất hay. Xinh xắn nhất là những lá tre nhỏ bé. Lá tre dài, mỏng mảnh, màu xanh, đầu nhọn nhọn. Lá tre mọc sát nhau nên mỗi khi có cơn gió thổi tới, chúng cọ vào nhau xào xạc như đang thầm thì nói chuyện. Nhất là vào buổi trưa hè, bụi tre tỏ bóng mát, có chú trâu buộc dưới gốc cây cọ mình vào thân tre, mát quá nên lim dim đôi mắt. Bỗng đâu một tiếng chim quang lên lanh lảnh, chú trâu giật mình như vừa tỉnh giấc mộng. Bao giờ tre cũng mọc gần nhau thành từng bụi, từng khóm không tách rời. Chúng chẳng khi nào tranh cãi nhau mà sống rất hòa thuận. Những cây tre cao lớn vươn mình như để che chở cho cây con. Gốc cây cụm lại với nhau và tán thì xòe rộng như cây ô khổng lồ. Một vài có con. Một vài cây con mọc ở kế bên là thế hệ tương lai cho thấy thế hệ tương lai thay thế cho thế hệ trước, nên chúng rất khỏe khoắn. Em rất thích ngồi dưới bụi tre vào những buổi chiều, những khi thanh vắng, không gian tĩnh lặng, em như còn nghe thấy chúng thủ thỉ tâm sự nữa. Như vậy thì cô đã vừa nói sơ qua hai cái bài tham khảo tả về cây tre. Thì ở đây khi mà tả cây tre thì chúng ta sẽ tả theo pha phần, theo phần dàn ý, đó là mở bài, thân bài và kết bài.
thì mở bài thì chúng như vậy thì các em vừa theo dõi cái phần tiếng Việt lớp 5 là tập làm văn tả cây tre. Thì sau khi xem xong các em thấy hay thì hãy bấm nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo về tiếng Việt và toán lý hóa các lớp. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.